Chào mừng Kem đến với tiết luyện tập của ngày hôm nay. Kem mở sách giáo khoa trang 134. Kem thân mến, mục tiêu của trong buổi hôm nay đó là sẽ rèn được kỹ năng cộng trừ số đo thời gian. Thứ hai là vận dụng giải các bài toán thực tiễn. Nào, chúng ta đến với phần tiếp theo. Kem thân mến, tôi là Christopher Columbus. Tôi được mọi người biết đến bởi vì tôi là người đầu tiên khám phá ra châu Mỹ. Tuy nhiên, chuyến hành trình mà tôi đã trải qua hết sức khó khăn. Hôm nay, tôi muốn tái hiện lại hành trình đó một lần nữa. Các bạn hãy giúp tôi vượt qua các thử thách trong chuyến hành trình khó khăn nhưng đầy thú vị này nhé. Chúng ta có 4 nhiệm vụ. Nhiệm vụ số 1 là hành trình số 1, đó là xin phép hoàng gia Tây Ban Nha. Nhiệm vụ số 2, chuẩn bị thuyền buồm. Số 3 là vượt Đại Tây Dương. Và nhiệm vụ số 4 là đặt chân đến châu Mỹ. Tương ứng với mỗi nhiệm vụ là một bài toán. Và chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục nào. Chúng ta đến chặng số 1, xin phép hoàng gia Tây Ban Nha. Ở trong nhiệm vụ số 1, để thực hiện được chuyến hành trình của mình, đầu tiên tôi đã phải xin sự tài trợ của nữ hoàng Elizabeth và quốc vương Ferdinand 11 của Tây Ban Nha. Các bạn hãy giúp tôi vượt qua cái thử thách để có được sự giúp đỡ của họ. Nào, chúng ta đến với số 1, đó là viết số thích hợp vào chỗ chấm. 12 ngày bằng bao nhiêu giờ? 3,4 ngày bằng mấy giờ? 4 ngày 12 giờ bằng bao nhiêu giờ? 1 phần 2 giờ bằng bao nhiêu phút? 1,6 giờ bằng bao nhiêu phút? 2 giờ 15 phút bằng bao nhiêu phút? 2,5 phút bằng bao nhiêu giây? Và 4 phút 25 giây bằng bao nhiêu giây? Chúng ta sẽ hoàn thành. Sau đó thì chúng ta sẽ đối chiếu kết quả, được không nào? Và dưới đây là kết quả. 12 giờ ngày bằng bao nhiêu giờ? 12 ngày bằng 288 giờ. Vì sao lại như thế? Chúng ta hãy quan sát này. Một ngày bằng 24 giờ, 12 ngày sẽ bằng 24 nhân với 12 và bằng 288 giờ. Tiếp tục, 3,4 ngày bằng 81,6 giờ. Vì sao như thế? Hãy nhìn bên này. Một ngày bằng 24 giờ, vậy 3,4 ngày bằng 24 nhân với 3,4 và bằng 81,6 giờ. 4 ngày 12 giờ thì bằng là 108 giờ. Vì sao như vậy? Một ngày bằng 24 giờ với 4 ngày sẽ bằng 24 nhân 4 bằng 96 giờ. Và 96 giờ cộng với 12 giờ sẽ được là 108 giờ. 1 phần 2 giờ thì bằng 30 phút. Bởi vì 1 giờ bằng 60 phút với 1 phần 2 giờ bằng 60 nhân 1 phần 2 và bằng 30 phút. Như vậy là chúng ta đã vượt qua được một phần nhỏ rồi, đúng không nào? Chúng ta tiếp tục. 1,6 giờ bằng bao nhiêu phút? 1,6 giờ bằng 96 phút. Vì sao thế? Bởi vì 1 giờ bằng 60 phút. Vậy 1,6 giờ bằng 60 nhân 1,6 là bằng 96 phút. 2 giờ 15 phút bằng 135 phút. À, vì sao? 1 giờ bằng 60 phút. Vậy 2 giờ bằng 60 nhân 2 bằng 120 phút. 120 phút cộng với 15 phút thì bằng 135 phút. Em thấy không nào? Cộng với 15 phút, đúng không nào? Tiếp tục, 2,5 phút thì bằng 150 giây. Bởi vì 1 phút bằng 60 giây. Vậy 2,5 phút bằng 2,5 nhân bằng 60 nhân 2,5 và bằng 150 giây. 4 phút 25 giây bằng 265 giây. Bởi vì 1 phút bằng 65 giây. 1 phút bằng 60 giây. 4 phút bằng 60 nhân với 4 bằng 240 giây. 240 giây cộng với 25 giây bằng 265 giây. Wow, như vậy là chúng ta đã có được câu số 1 rồi, đúng không nào? Rồi, cảm ơn các bạn.
Như vậy tôi đã có đủ vàng để chuẩn bị lên đường. Thật là Yeah. tuyệt vời. Chúng ta cùng đến với chặng số 2, chuẩn bị thuyền buồm. Ở trong chặng này, tôi có 3 chiếc thuyền buồm để phục vụ cho chuyến ra khơi của mình. Các bạn hãy giúp tôi vượt qua thử thách của dân làng Poplo để tôi có thể mượn được 3 chiếc thuyền buồm của họ nhé. Tương ứng là bài tập số 2. 2 năm 5 tháng cộng 13 năm 6 tháng. Câu B 4 ngày 21 giờ cộng 5 ngày 15 giờ. Câu C 13 giờ 34 phút cộng 6 giờ 35 phút. Các em thân mến, muốn cộng số đo thời gian ta làm như thế nào? Ở trong bài trước chúng ta đã được học rồi đúng không nào? Muốn cộng số đo thời gian ta sẽ làm như sau. Bước 1, đặt tính. Các số đo thời gian cùng một loại đơn vị thẳng cột với nhau. Bước 2, chúng ta tính cộng như cộng các số tự nhiên theo từng loại đơn vị và giữ nguyên tên đơn vị đo ở từng cột. Và chú ý rằng chúng ta chuyển đổi đơn vị để được cái kết quả cuối cùng nếu có. Chúng ta đến với câu đầu tiên, 2 năm 5 tháng cộng với 13 năm 6 tháng. Chúng ta được kết quả là đây là 11 tháng đúng không nào? Đây là 15 năm. Như vậy 2 năm 5 tháng cộng 13 năm 6 tháng sẽ bằng là 15 năm 11 tháng. Wow, như vậy chúng ta được một cái thuyền buồm số 1. Câu B, 4 ngày 21 giờ cộng 5 ngày 15 giờ. Chúng ta đặt 4 ngày 21 giờ cộng với 5 ngày 15 giờ. Chúng ta được kết quả là 36 giờ, đây là 9 ngày 36 giờ. Chúng ta lưu ý đổi về 10 ngày 12 giờ đúng không nào? Như vậy 4 ngày 21 giờ cộng 5 ngày 15 giờ bằng 10 ngày 12 giờ. Thế là chúng ta đã được buồm thuyền số 2. Thật là tuyệt vời. Chúng ta còn một thuyền nữa. Đó là thuyền C 13 giờ 34 phút cộng 6 giờ 35 phút. Chúng ta đặt phép tính 13 giờ 34 phút cộng với 6 giờ 35 phút và sẽ được kết quả là đây là 60 phút đúng không nào? Và đây là được 19 giờ và chúng ta phải đổi đúng không nào? Và được 20 giờ 9 phút. Và kết luận vậy 13 giờ 34 phút cộng với 6 giờ 35 phút bằng 20 giờ 9 phút. Wow, như vậy chúng ta được thuyền buồm số 3. Rất là tuyệt vời. Thật sự là rất cảm ơn các bạn. Như vậy, tôi đã có đủ 3 chiếc thuyền buồm. Tôi sẽ gọi chúng ta là Lana, La Pata và La Santa Maria. Chúng ta cùng đến với chặng số 3, vượt Đại Tây Dương nào. Chặng đường số 3 của chúng ta. 4 năm 3 tháng trừ 2 năm 8 tháng. Câu B, 15 ngày 6 giờ trừ 10 ngày 12 giờ. Câu C, 13 giờ 23 phút trừ 5 giờ 45 phút. Các bạn còn nhớ không? Muốn trừ số đo thời gian ta sẽ làm như thế nào? Muốn trừ số đo thời gian ta sẽ làm như sau. Bước 1, đặt tính. Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho số đo thời gian cùng một loại đơn vị thẳng cột với nhau. Bước số 2, chúng ta thực hiện tính. Tính từ phải sang trái theo từng loại đơn vị đo. Và chú ý trong trường hợp số đo theo đơn vị nào ở số đó của số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi một đơn vị ở hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường. Chúng ta có 4 năm 3 tháng trừ 2 năm 8 tháng và được kết quả như sau. Chúng ta sẽ đổi thành là 3 năm 15 tháng trừ 2 năm 8 tháng. Đến đây chúng ta thực hiện rất dễ dàng, sẽ được là 1 năm 7 tháng, đúng không nào? Như vậy 4 năm 3 tháng trừ 2 năm 8 tháng bằng 1 năm 7 tháng. Chúng ta tiếp tục 15 ngày 16 giờ trừ 10 ngày 12 giờ. Đặt 15 ngày 6 giờ trừ 10 ngày 12 giờ. Chúng ta đổi thành là 14 ngày 30 giờ trừ đi 10 ngày 12 giờ và kết quả được là
4 ngày 18 giờ. Như vậy 15 ngày 6 giờ trừ 10 ngày 12 giờ sẽ bằng 4 ngày 18 giờ. Câu cuối cùng của bài số 3. 13 giờ 23 phút trừ 5 giờ 45 phút. Chúng ta đặt tính đúng không nào? Và chúng ta sẽ thực hiện chuyển đổi thành là 12 giờ 83 phút trừ đi 5 giờ 45 phút và sẽ được kết quả là 7 giờ 38 phút. Vậy 13 giờ 23 phút trừ 5 giờ 45 phút bằng 7 giờ 38 phút. Chúng ta đến với chặng số 4, đó là đặt chân đến châu Mỹ. Wow! Các bạn thân mến, sau 72 ngày đêm lênh đênh trên đại Tây Dương, cuối cùng vào ngày 12 tháng 10 năm 1492, tôi đã cập bến đất liền hòn đảo Rauna. Các bạn hãy vượt qua thử thách của người Taro, những người sinh sống trên đảo này nhé. Thử thách của họ như sau. Năm 1492, nhà thám hiểm Christopher Colombo phát hiện ra châu Mỹ. Năm 1961, Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm? Các em thân mến, đây là năm 1942, đó là Colombo phát hiện ra châu Mỹ. Đến năm 1961 thì Gagarin đã bay vào vũ trụ. Vậy khoảng cách giữa hai nhà thám hiểm này là cách nhau bao nhiêu năm? Tức là hai sự kiện này. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện một phép tính, đó là gì? Chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ, đúng nào? Hai sự kiện này cách nhau số năm là lấy 1961 trừ 1492 và bằng 469 năm. 469 năm. Các bạn thân mến, như vậy chúng ta hãy nhìn lại mục tiêu. Ở trong bài này chúng ta đã rèn được kỹ năng cộng trừ số đo thời gian, đúng không nào? Mục tiêu thứ hai đó là vận dụng giải các bài toán thực tiễn và chúng ta cũng đã hoàn thành. Như vậy tôi đã hoàn thành chuyến hành trình của mình rồi. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những tiết học sau. Xin chào và hẹn lại.